Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ về sản phẩm đó là Famicin USA 150 SL. Đây là một trong những thuốc mà đặc trị các bệnh do vi khuẩn gây ra trên cây trồng rất là hữu hiệu. Ở bên tay trái màn hình của các bạn, đó là mẫu của sản phẩm siêu vi khuẩn Aria có tên thương mại đó là Famicin USA 150 SL. Sản phẩm này là một sản phẩm có sự kết hợp của ba hợp chất kháng sinh rất mạnh. Thứ nhất đó là Streptomycin sulfate, thứ hai đó là Clazomycin, thứ ba đó là Nindamycin. Thì trước tiên là thành phần thì mình đã chia sẻ như ở trên. Công dụng đây là một cái thuốc mà trừ bệnh hỗn hợp có nguồn gốc sinh học, nó hiệu quả để phòng trừ các loại bệnh do vi khuẩn và một số loại nấm gây ra. Nhưng mà khi mà chúng ta trị những cái loại bệnh mà có nấm gây ra thì các bạn có thể là phối thêm những cái thuốc nấm đặc hiệu hơn cho từng loại bệnh cụ thể. Thuốc đặc trị các bệnh như là bạc lá nè, cháy bìa lá nè, đốm sọc vi khuẩn nè, lem nếp hạt nè, héo xanh, đốm đốm lá gốc, thối nhũn, thối hoa. Và hướng dẫn sử dụng thì chúng ta pha cái liều đó là 15 đến 19 ml cho bình 25 lít nước. Lượng nước phun trong hecta thì khoảng từ 400 đến 500 lít nước. Liều lượng thì khoảng 300 ml thuốc cho 1 hecta. Chúng ta phun thuốc với tỷ lệ bệnh khoảng từ 5 đến 10% là hiệu quả nhất. Thời gian cách ly đó là 7 ngày các bạn nhé. Thì cũng nhân tiện ở đây thì mình cũng xin giới thiệu các bạn một số sản phẩm có cái hoạt chất là Nindamycin, một một trong ba cái hoạt chất kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh tổng hợp có trong sản phẩm Famicin USA này. Các bạn có thể truy cập vào website vietnamnongnghiepsach.com.vn. Các bạn có thể được những thuốc khác để chúng ta có một cái hệ thống kiến thức để chúng ta dễ loại thuốc trên thị trường cũng như chắc đơn chắc đôi chắc ba chắc đó thuộc nhập. Trong những video trước thì mỗi lần nói tới hóa chất thì mình thường đặt tới thuốc đó thuộc nhóm nào, công dụng ra sao để các bạn có thể dần dần nhớ từ từ từ, mà sau này chúng ta sẽ làm chủ được cái kiến thức của chúng ta và cái ngành thuốc và thực vật. Thì như vậy khi chúng ta ra đại lý chúng ta mua thuốc đó, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết hơn công dụng của từng loại thuốc. Thì với Nindamycin thì sau một vài mình sẽ quay lại nội dung của video này. Sau một vài giây thì chúng ta sẽ thấy được đó là website sẽ trả về chúng ta những cái sản phẩm mà có hoạt chất Nindamycin, mình ví dụ như là Conzuma, Nova 3, Bonny, Thần Y Trừ Bệnh, Sanxi 103WB, Aria thì sử dụng siêu vi khuẩn này thì mình đã nói chuyện nói với trong phút giây vừa rồi rồi chia sẻ rồi, Sanxi 21WB vân vân. Giả sử như các bạn thấy nhiều sản phẩm như vậy nhưng các bạn thích tham khảo vào sản phẩm Bonny 4L đi xem coi sản phẩm này có hay công dụng ra sao, các bạn cứ chụp. Sau vài giây thì website sẽ trả về chúng ta kết quả đó là Sony 4 em ở đây cũng xin, và đây là dạng chai thôi, và các bạn có tham khảo rất nhiều sản phẩm khác nữa các bạn nhé. Thì video của mình chia sẻ về sản phẩm Famicin USA 100 ml đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình.